Cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Diện trong buổi tiệc sinh nhật của cháu hôm nay, thương con dài nắng dầm mưa, mồ hôi cơ chiếc, tất cả cũng vì con. Như vậy là nghi thức mừng sinh nhật lần thứ nhất của cháu trong ngày tuyệt vời nhất hôm nay chính thức được bắt đầu. Lần đầu tiên cho phép đi phim Nia xin thay mặt cho nhà hàng tiệc cưới Thảo Đông đến từ địa chỉ km 23 xã Econoi huyện Krông Bách tỉnh Đắk Lắk, và ban nhạc Ca Lên đến từ địa chỉ km 19 xã Econoi huyện Krông Bách. Và tổ ấm yêu thương hôm nay gửi đến quý vị hiện diện trong buổi tiệc sinh nhật của cháu hôm nay một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Lùng có khu chi chàng mệt oán hoàng tuôn lại nành bình gấp khả phí yên. Em ta lâu bị la cái chi chàng yong tay, mày tay còn chinh lại hợp ám tờ hồi cái kia này. Ít sắp với chi chàng gặp dù em, lại xoay phát lại nành lại chấm mã. Ây mị lại nành bình gấp khả phí yên, xuân nhập rong khá rồi màu bốc bì ya nhập rong ngày biên. Tiền nhập rong ta lại hợp mạc đơn rồi cái kiến trung lý nhất tại này. Lúc đông đã xạ chào lại tươi đăng chàng rưỡi em tặng tăng lét cầm bị mà. Nạc trông thơ họa mị mâm búc nạc trông thơ chung mị mâm tô. Bị nạc trông thì gọi sang này đặc ẹn này sẽ nắn mất chỉ chẳng gặp dưới. Lúc cái điên tên buôn muôn rợi này rồi có cầm mạng sang để nắn bằng mươi cầm muôn. Thơ họa bỏ mong trông khoay ngăn đều từ cầm rộng ngăn đoạn từ kia chi. E hộ e hang, rồi mà em luôn cùng say, rồi chẳng vầy được buồn chẳng say. Chẳng ác không mong vầy hay không vầy bị mà ngữ. Anh như hôm nay, rồi hìa ta nay, rồi mang mười cặp buồn. Tốt bách đập y năng, sẽ xì tự làm e bò làm mấy trăm. Chẳng lệ chẳng yêu tờ rời hồi cái kiếm này. Và kính thưa quý vị, quan khách hiện diện trong buổi tình ngày hôm nay, chúng ta đang sống bước đi những giây phút hân hoan và tuyệt vời nhất trong năm tháng hạnh phúc nhất trong mảnh đất cao nguyên. Và là tuyệt vời hơn, chúng ta có mặt hôm nay để đến đây sẽ chia những điều tuyệt vời và ấm áp nhất và được sinh ra trong cuộc đời, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao đối với mỗi con người của chúng ta. Và cháu Đinh Hà Na Arun cũng vậy, được sinh ra đã là niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc ấy lại càng trọn vẹn hơn khi có những bàn tay ấm áp của những người cha người mẹ. Bởi vì thưa quý vị, đi khắp thế gian thì không ai bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nhưng điều tuyệt vời và ấm áp nhất đó là sự hiện diện của cháu trong thế gian này. Vì thưa quý vị, cũng một ngày này và một năm về trước, cháu đã cất tiếng khóc chào đời với sự chào đón hân hoan của gia đình và xã hội. Và cuộc sống cũng dần trôi đi, ở đó có những vất vả lo toan. Nhưng đối với bàn tay ấm áp của những người cha, người mẹ thì hôm nay cháu đã tròn một tuổi. Một lần nữa chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ lâu. Dòng song tiếng ngắt hương hoa, mừng sinh nhật phải có chủ nhân của buổi tiệc. Quý vị dành tràng vỗ tay lớn với lời chào bố Sơn, mẹ Plea và chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay cháu Đinh Hờ Na Rul cùng tiến về sân khấu. Một lần nữa quý vị dành tròn cho gia đình hạnh phúc nhất hôm nay, tràng vỗ tay lớn và đầy nồng nhiệt đi ạ. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình.
Arul. Và thưa quý vị, có một câu nói rằng ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Và ngày hôm nay là những điều tuyệt vời nhất. Những chục năm về trước, anh chị là những chàng trai, cô gái Ene Zano Massa bằng tình yêu chân thành họ đến với nhau. Và sự đơm hoa kết trái trong ngày tuyệt vời nhất hôm nay đó chính là đứa con và cháu Đinh Nam. Và để trọn vẹn trong một đời tuyệt hôm nay, đó là những điều hạnh phúc nhất với sự hiện diện của quý vị. Một lần nữa quý vị hãy dành tròn cho cháu và gia đình một tràng vỗ tay lớn và đầy nồng nhiệt đi ạ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, niềm vui chúng ta luôn đến nghẹn lòng, đôi khi muốn reo vang cả vọng mệnh. Nhưng nước mắt và nụ cười thì nó song song xen lẫn, không thể nói thành lời. Vậy xin phép trân trọng kính mời ông Ahen là vị đại diện của gia đình có đôi lời gửi gắm. Xin trân trọng kính mời ông. Hôm nay là ngày đẹp tháng tốt, kính chúc nội ngoại sức khỏe, gia đình chúng tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ nhỏ, anh chị em cô bác gần xa để góp vui với gia đình chúng tôi. Đình cháu gái là Đình Hơ Na Ân sinh nhật bé tròn một tuổi. Chúc mừng anh chị em cô bác gần xa. Thời gian quý báu để về đây với gia đình chúng tôi cùng cuối cùng chúng tôi không biết nói gì hơn kính chúc anh chị có gì cô gì gần xa để sức khỏe vui vẻ với buổi tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Tạm vừa rồi quý vị quan khách thì chúng ta đã được lắng nghe những lời phát biểu thật ấm áp và chân tình gửi đến. Thưa quý vị, có một bài hát đã từng nói rằng cha đó chính là cái nến vàng, mẹ là cái nến xanh, con là cái nến hồng. Tuy nhiên cái nến đó, tuy nhiên màu sắc đó nó sẽ khác nhau, nhưng một khi cháy sẽ là hòa quyện một gia đình. Và nối tiếp chương trình xin mời tổ ấm yêu thương nhất của chúng ta hãy cùng tiến về chiếc bánh hạnh phúc để thổi chiếc nến đầu tiên trong cuộc đời của cha. Xin mời quý vị. Và thưa quý vị, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hoài mong sẽ gói gọn trong chiếc bánh thân thương hôm nay. Xin mời gia đình về cho nàng con sẽ cùng tiến về thổi chiếc bánh. Xin mời con cùng thổi nến đi ạ. Cảm ơn và xin mời con hãy cắt chiếc bánh tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Và như mơ ước, và như hoài mong sẽ gói gọn trong chiếc bánh thân thương hôm nay. Và xin cảm ơn mẹ Liên rất là nhiều và trân trọng kính mời bố Sơn sẽ thể hiện tình yêu thương của người cha dành cho con. Thương con thì dạy nắng dầm mưa, mồ hôi với chiến tất cả cũng vì con. Và chúng tôi xin mời quý vị quan khách của chúng ta dưới bàn tiệc hãy rót những ly bia, những ly nước ngọt thật đông đầy để chúng ta cùng chúc mừng cho gia đình những điều tuyệt vời cho cháu nữa. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Xin mời quý vị hãy rót những ly bia, những ly nước ngọt thật đông đầy ạ. Tiếp theo sẽ là cầu nối rất nhiều cho ngày tuyệt vời nhất hôm nay ạ. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Xin mời ạ. Xin mời chúng ta cùng đếm từ 1 tới 3. 1, 2, 3. Happy birthday. Xin cảm ơn và xin mời vị đại diện của gia đình sẽ trở về bàn tiệc ạ. Xin mời chú anh em sẽ trở về bàn tiệc. Xin mời gia đình chúng ta nán lại ở sân khấu một tí ạ. Chúng tôi xin mời quý anh em họ hàng dòng tộc chúng ta có những món quà thân thương gửi đến cháu trong buổi tiệc hôm nay thì xin vui lòng đến với sân khấu ạ. Yêu thương cả dòng mai tây gặp vui tận trời mong nâng em ba cả tay không phải học ăn tận định tận lũ ngư nè. Món mẹ dòng mai tây nè. Xin mời quý vị chúng ta có những món quà thân thương gửi đến cháu thì xin vui lòng đến với sân khấu nè.
nâng kinh bang cả ẻ chạy đi tận lộ cư nè nhờ bên bông rồi bông bà bẻ lên chạy lưu đây kinh mi xâm lực đoàn chùa thật bảo rù khỏi ẻ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay thật đều. Bây giờ tôi ai đã lành làm cái khắp là sang muôn đoán ninh cầu hãy đơn bạc mà nằm chung. Yeah.
Bye.
từ bắt đi. Happy birthday to you, happy birthday to you.